Nếu như mà mình gả vào một cái gia đình, nếu mình gả vào một cái gia đình thì mình phải làm cái gì để mình hạnh phúc trong cái gia đình đó? Tại vì phụ nữ thì hầu hết là lớn lên tới cái độ tuổi nhất định thì họ muốn có chồng, muốn có con. Nhưng mà khi gả vào một gia đình ấy, mình phải làm cái gì? Bà Quý Sa Kha khi mà bà kết hôn, cha của bà đã dạy bà như sau: đừng có đem lửa trong nhà ra ngoài, đừng đem lửa ở ngoài vào nhà. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hãy thờ những ngọn lửa ở trong nhà. Rồi cái thứ ba, hãy cho mượn, cái người họ sẽ trả, còn người không trả thì đừng cho mượn. Rồi ngay cả người không trả thì cũng nên cho mượn. Đấy, tại sao mà dạy cái gì nó kỳ cục như vậy? Đó là như sau. Như sau. Thứ nhất là không có đem lửa trong nhà ra ngoài. Không có đem lửa ở ngoài vào nhà nghĩa là sao? Những chuyện xấu ở trong nhà đó đừng có đem kể không nha. Cha chồng, đặc biệt là cha chồng mẹ chồng mình có xấu như thế nào đi nữa, đừng có đem kể đâu. Đó là cái chìa khóa hạnh phúc gia đình đó thưa quý vị. Đừng có đem chuyện xấu trong nhà ra ngoài. Chồng mình có tệ như thế nào thì cũng đừng có đem ra ngoài. Đem ra ngoài đi. Có giúp được mình cái gì không? Phải mà mình đi để tư vấn chuyên gia tâm lý thì tôi sẽ không ý kiến. Nhưng mà nếu chỉ đem ra để mình than thân trách phận thì không giải quyết được vấn đề. Mà nếu như bên chồng mình mà biết cái chuyện đó thì nó lớn quạ lắm, lớn quạ lắm. Cho nên đừng có đem lửa trong nhà ra ngoài là như vậy. Rồi đừng có đem lửa ở ngoài vào nhà có nghĩa là sao? Những cái chuyện mà xấu ở bên ngoài đó đừng có đem vào nhà. Biết bao nhiêu những cái cặp gia đình tự nhiên bà vợ bà thấy cái clip đánh ghen ấy, bà gửi cho chồng đấy, anh thấy không, đây nó đánh ghen nha. Anh chồng anh nói ba cái thứ này có cái gì đâu mà coi. Thì có khi là bà vợ bà nói ông nhớ không, năm ngoái đó, học không nhờ tôi mà không nhịn ông là coi như là bây giờ ông ra đường ấy. Ông chồng nói bà muốn cái gì? Rồi thế là bà vợ là bà trả lời lại là thế là gia đình đang yên ổn. Gia đình đang yên ổn mà tự nhiên đem lửa bên ngoài vào nhà. Đem lửa bên ngoài vào nhà. Rồi thế là gia đình xào xáo. Mà cái này hơi bị nhiều ấy. Biết bao nhiêu gia đình xào xáo chỉ bởi vì mình đem cái chuyện ở bên ngoài đó đem về nhà, rồi tự nhiên là cái gia đình nó xào xáo đó. Mà đặc biệt ở trong kinh nói là đặc biệt là cái chuyện mà người ta nói xấu nhà mình, người ta nói xấu cha chồng mẹ chồng, người ta nói xấu chồng, im lặng, về đừng có kể. Tại sao? Bởi vì mình là người ở trong nhà mà. Mình là người rõ nhất mà nha. Ở ngoài người ta có thể người ta đồn, nhưng mà mình là người trong nhà, mình rõ nhất mấy chuyện đó. Đấy, thì mình đâu cần người ta đồn. Cho nên đừng có đem lửa ở ngoài vào nhà. Đó là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc. Thì cho mượn người, cái người biết đem trả có nghĩa là sao? Ở khi mà về nhà chồng ấy, thì có khi là mình sẽ nắm quản cái bóp tiền ở trong nhà. Mình là cái người chủ hòm chìa khóa nha. Cho nên là tiền ra tiền vào là phải qua tay của mình. Mà có nhiều khi đó, chồng phải cho người này mượn, cho người kia mượn tiền. Như bạn bè đó, có khi họ cũng mượn vay tiền của chồng. Nhiều người phụ nữ họ không có thích. Nhưng mà ở đây nè, cha của bà Quý Sa Kha dạy đó là ai đó mà cho mượn mà họ trả đó thì cứ cho mượn. Còn ai á, mà cho mượn mà họ không trả thì lần sau không cho mượn nữa. Thì như vậy là ổn. Chứ mình không có cần phải xào xáo với chồng cái vụ mà anh rộng rãi quá, bạn cứ mở miệng cái là anh cho mượn. Đấy, mình có nguyên tắc nha, mình có nguyên tắc, không phải là mình bỏng sẻn, nhưng mà mình có nguyên tắc để giữ gìn tài sản trong nhà. Đấy. Rồi có những người mà dù mượn họ không trả nhưng mình vẫn nên cho mượn, đó là ai? Đó là họ hàng quyến thuộc, thân bằng quyến. Bởi vì sao? Bởi vì thì mình đâu chỉ là mình ở với một mình ông chồng mình còn ở với cả gia đình chồng. Dù cho hai vợ chồng có ở riêng đi chăng nữa thì mình cũng không thể nào xem nhẹ sự tồn tại gia đình bên chồng được. Rồi tới nhiều khi em chồng khó khăn, rồi hoặc là chị chồng, hoặc là anh chồng, hoặc là cái gì đó bên chồng họ khó khăn, thì ở đây trong khả năng giúp được thì vẫn nên giúp. Được thì giúp, mặc dù có khi là họ không có khả năng trả. Bởi vì sao? Cái gọi là cái tình cái nghĩa, cái tình cái nghĩa ở trong cái gia đình. Thành ra đó, riêng về họ hàng quyến thuộc thì đôi khi họ kẹt ấy, thì mình vẫn nên giúp. Mặc dù trả được thì tốt, nhưng nếu không trả được thì cũng đừng có quá đặt nặng vấn đề này nha. Tôi biết là nhiều gia đình họ cũng xào xáo vì cái vụ này nhiều lắm. Thế thành ra đó, quý vị thấy không, bảo vệ hạnh phúc gia đình mà mình nghe được những cái lời này mà mình làm được, nó tốt biết là bao nhiêu.